mà nó rời không, nó giống như là cơm cơm gạo đó. Chụp tiếp anh Trung. Anh Trung chụp sau thì em đang hát gì vậy? Lúc đó là khổ quá. Anh đang quay á. Wow. Anh này thiệt là mới đã. Làm cái mở miệng quá to luôn. Tiêu rồi. Ai cũng muốn món này. Món này là của mà ngoài cái canh nào. Hồi đó Tết mình mới được ăn hả? Hả? Vâng. Nhà không có hủ dưa chua, dưa chúng ta được gọi dưa gì? Dưa món, 10 năm. Nên hả? Bên nó không làm cái bán hả? Mua xong rồi không ai ăn để. Đó, mỗi năm vẫn ăn chứ bố. Vẫn ngon nè, cái đó càng 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 để lâu nó càng ngon. Nó rút rồi, nó quéo lại, rất là ngon. Mình đi chợ, tưởng để lâu, mình cần mất chứ. Đúng, mình chào nó mất. Năm nào không?